Đấy, Trô không dám đẩy ra nữa. Giờ thì NBK bắt đầu có thể di chuyển về một cách thoải mái. Nhưng vừa rồi Stewie đã gục dai gu trước cái nam số với Alex. Vẫn còn đó là vị trí Nafly. Double kill dành cho Alex rồi. Có vẻ như đây sẽ ra thắng thứ 9 cho bệnh viện Vitality. Nhưng RBK, và rồi thì RBK đẩy LB một tình huống sai lầm. Nhưng trong bóng dạy B vẫn có người. Apex đã kịp di chuyển vào, nhưng Apex lại để lộ vị trí. Một tình huống vẫn rất đáng tiếc và Apex quá to trong trận đấu này. Bom CB đã bị tủng, rất khó tin khi mà bom CA bắn tốt thì bom CB lại mắc lỗi. Bom được đặt và rồi thì Alex đang đẩy ra. Có làm đây không đây, mạng thứ 3 cho Alex rồi. Vâng, Tư phải trả smoke để lấy thêm góc di chuyển. Đang có một tiếng mốc lầu đến từ vị trí của NBK. Elite liệu có làm được không thiếu góc clutch này. Elite có vẻ như nghe thấy NBK rồi. Cơ hội cho Elite là có. Một player tay cực to và bây giờ thì NBK vẫn đang còn di chuyển. NBK nằm xuống nhưng giờ RPK đang ở đâu? Alex đang ở rất gần và tay số 15 team Liquid. Rất có tin với tình huống phản xạ vừa rồi của Alice. Và đây có vẻ như là dấu chấm hết cho anh Việt bên phía của team Vitality mà thôi. Khá là cục cằn và đang có tình huống rất bom sai bè tới với tình viện của bên phía team Vitality. Team rất có cho mình được triple kill trước khi nằm số 7 Zygu. Vẫn còn đó là Buster ở đây. Zygu liệu rằng có đổi được mạng hay không? Những tình huống bắn chọn đầu hiện giờ đang là rất khó chịu khi mà vị trí Buster nhá cực kỳ dẻo. Zygu có cho mình đó là triple kill. Liệu có phải là một cái clutch A hay không? Vâng, vị trí của Quaker cũng đã là 3 rồi. Nhưng bây giờ thì Zygu, vị trí đằng sau đang là vị trí của Andren. Ta sẽ chờ đợi dài vu đây rồi và đó là Quarakill. Chỉ còn lại một mình Sanji thôi. Clutch Ace, chúng ta sẽ xem rằng làm được hay không. Dài vu, anh ấy vẫn đang tap rất khó chịu. Lượng máu trên người của Sanji đang là 90. Đặt bom, fake một nhịp cực kỳ thoải mái. Giờ thì đó đây, clutch dành cho dài vu. Không thể tin được, dài vu đã tỏa sáng khi mà những người đồng đội cần anh nhất. Một tiếng ơi clutch quá xuất sắc đến từ Zygu với chỉ một khẩu clutch mà thôi. Bây giờ thì sao đây? Alex đổi được một mạng của Zenith lò ở middle. Vâng, lần lượt thì các thành viên bên phía NRG họ bắt lẻ người của team Vitality nhiều quá. Nhưng cũng chỉ hơn được có một người thôi. APK sắp phải đối đầu với Skill rồi. Nhưng góc đứng này của APK là quá xấu. Và Taric là người kết thúc APK. Để còn một mình Zygu trong tình huống 1v3. Vừa rồi Zygu đã làm được 1v4 rồi. Vâng, Zygu bây giờ xiên đôi được cả Ethan và Skill. Bây giờ thì còn một mình Taric. Vâng, liệu có được không? Thời gian là không kịp. Và ra thắng thuộc về team ta không đặt C4 kịp luôn. Xin lỗi anh em, đặt C4 thì là kịp. Và Zygu sách ốp thẳng qua quả lửa. Bây giờ có đoán được Taric hay không đây? Vâng, Taric đang ngoài tầm nhìn của Zygu. Rất chủ động kéo ốp lên. Góc kê của Taric đang là góc kê trước. Và bây giờ Zygu clutch 1v3 thành công và đem được là thắng thứ 3 cho bên phía team Vitality. Rõ ràng thì ở cái lượt đối đầu BO5 này, Vitality mới chỉ chuẩn bị một cách kỹ càng nhất ở map thiếu đất 2 mà thôi. Giờ thì đang là một tiếng chiếm chuối cơ bản rồi. Stewie đứng trên lửa và chỉ còn lại có 34 HP mà thôi. Giờ thì lùi rồi. Những bom xe B sẽ được solo ở lại bởi Nam. Trong đó Vitality đang muốn đánh nhanh lên khu bom xe A trong round thi đấu này. Nhưng Elite đã bách về được đến Library rồi. Hai smoke được trả ra và tạm thời cũng bị đối thuộc kiểm soát của Vitality. Quyết định đánh vào đầu đây. Vâng, không có lầu A. Sẽ là một tiếng middle A. Nhưng Nitro có một mạng dài hữu kết thúc Nitro. Apex headshot Stewie. Vẫn còn tuy được dưới pit nha. Vâng, vẫn còn một con quái vật nữa. Và giờ flash được trả ra. Đi qua smoke không thành công. Alex nằm xuống. Tình huống đang được đưa qua trở về là 3v3 liên tục là lên quả lửa. Nhưng tin bắt đầu là mình chết một kiểu khi bị hùng về quả lửa của Zayu. Bây giờ Zayu chỉ còn là 21 HP. Plan được bút ra. Zayu làm gì đây? Zayu có là Elite bắt đầu. Và bắt đầu là Zayu. Qua là kill dành cho Zayu. Không thể tin nổi. Và đó là một tình huống mà toàn bộ những khán giả tại Lancet Arena và cả Viking Esports Arena, chúng ta thấy rằng Zygu đã xuất hiện trên màn hình. Vâng, một cái pha xử lý phải nói rằng là cực kỳ chuẩn chỉ của Zygu. Bình có vẻ như đang muốn fake bể đánh A, nhưng Nick lại còn bắt được Gosick nữa rồi. Karigan bắn hơi mù mắt, nhưng mà đã có sự backup về rồi. Tizian bắt được Frozen. Có vẻ như đây sẽ là một rào thiếu thua thôi khi mà chiến thuật của team Big đang là rất lằng nhằng. Cardigan đổi được 1 rồi. Rob đưa tình huống về là 1v2, 1v3 từ thành 1v3 thành 1v2. Rob đã có đến double kill rồi.
Bom đang được di chuyển trong vụ con xe B nhưng mà móc sao ư? Rob có triple kill rồi. Vâng, Rob ở đầu gót bì. Rob và đó là quả ra kill dành cho Rob. Không thể tin được. Rob, ôi trời ơi. Rob, không thể tin được đến từ vị trí của Rob. Bao vây đằng trước, chốt hạ đằng sau. Nhưng mà Rob làm đến 4 mạng luôn cho nó cẩn thận. Giờ đi mới bây giờ, không muốn đánh luôn vào trong cuộc bom sai ai chăng? Cầu Zera ngày hôm nay đang thi đấu rất bay. Chúng ta hãy chờ xem. Allspot hiện tại đã clear hoàn toàn khu vực cống. Vị trí của Rob là người đi lấy thông tin dành cho các thành viên bên phía team Mousepot. Mới bây giờ thì họ đã lộ vị trí hai người của A-Long rồi. Các thành viên bên phía team Mousepot họ cũng đang giữ hai người trong cuộc bom sai ai. Nhưng đang có một quả smoke che mắt. Flat được pop ra là rất hay nhưng vẫn chưa có ai phải nằm xuống cả. Và giờ thì Cầu Zera nhảy qua quả smoke. Có vẻ như đây sẽ là một tình huống mà bên phía team MBR còn lại một người mà thôi. Nhưng Cầu Zera, 4 mạng dành cho Cầu Zera rồi. Liệu có một tiếng A sẽ không đầy, chưa đoán được player thứ 5 ở đâu cả. Và giờ thì Cầu Zera, vâng, Rob rộ vị trí rồi. Nhưng Cầu Zera chỉ còn cho mình 21 máu thôi. Vẫn rất cẩn thận đến từ vị trí của Cầu Zera nhưng tham không còn nhiều nữa rồi. Và giờ thì Cầu Zera làm gì đây? Vâng, bom sẽ được đặt dành cho vị trí của Cầu Zera. Tình huống đang được đưa về là 1v1. Nhưng góc đứng của Cầu Zera là quá tù và anh chỉ có cho mình 21 máu mà thôi. Vẫn rất khó chịu đến từ vị trí của Cầu Zera. Và Rob là rất cẩn thận và đó là một tiếng Ace Clutch đến từ Cầu Zera. Bắn thế này thì chịu thôi. Ace Clutch dành cho Cầu Zera rồi. Tôi đang nhìn thấy Cầu Zera của những năm 2017. Vâng, thật sự quá tởm đến từ vị trí của Cầu Zera xuyên suốt cả hai map thi đấu rồi. Quá nhiều highlight trong ngày thì hôm nay đến từ vị trí Cầu Zera. Và có lẽ đến thời điểm hiện tại thì hơi toang cho bóng sport rồi. Một tình huống mà để một mình Cầu Zera làm hết ạ. Xử lý quá tuyệt vời đến từ vị trí của Cầu Zera. Mọi người đừng nói với tôi một lần nữa, các thành viên bên phía team Liquid lại quyết định xếp khẩu AWP này chăng? Thế nhưng khẩu AWP này tồn tại 3 round rồi thì vậy. Đúng rồi, xếp ở bên phía T-side nó không bao giờ là lựa chọn tối ưu cả. Nhưng vừa rồi thì có vẻ như là một tình huống mà Alexis hơi chậm một chút thì phải. Ui, ngay lập tức Napfly đã có cho mình double kill. Cái gì thế này? Một tình huống 2v5. Bây giờ thì team Liquid đã đặt được bom ở bên phía bom CB rồi. Cơ hội đã được mở ra dành cho các thành viên bên phía team Liquid. Và đó bắt đầu bằng khẩu AWP của Napfly. Triple kill dành cho Napfly rồi. Nhưng Sucky đã đổi lại được mạng của Twist. Đây sẽ là một tiếng Ace Clutch đến từ vị trí của Napfly. Nếu như Liquid muốn chiến thắng ở trong round thi đấu này, đổi vị trí đến từ Nap. Vâng, liệu các thành viên bên phía team NC có biết được điều này không đây? Quả đặc kill dành cho Napfly rồi. Con quái vật mang tên Napfly. Và đừng bảo với tôi sẽ là A-Class. Nếu như nó là A-Class thì nó sẽ là một đòn tâm lý cực mạnh giáng vào đầu các thành viên của NC. Và bây giờ thì đó là A-Class thật rồi. Hai Việt Nam chỉ một khẩu op thôi, Napfly làm tất cả. Nhưng bây giờ thì sẽ có smoke được ném vào, Napfly bắt buộc phải xử lý tốt. Chúng ta sẽ xem Napfly đổi được mấy mạng đây. Còn Flash nhưng no! Spam qua smoke chết ma và Napfly cũng không tin được là mình vừa làm được trong tình huống vừa rồi. Dã man con ngàn đến từ Napfly và giờ thì rất thoải mái dành cho team Liquid. Họ sẽ tràn vào để cứu quả bom này. Vâng, vào đây Napfly, Rain, vâng, Rainfly rất nhiều. Ui, nhảy qua smoke đến từ Nitro, Napfly. Vâng, một cái Acer le le dành cho Napfly. Vitality thậm chí còn đang dẫn trước các thành viên của Ashalit. Vâng, một mạng dành cho Divine. Bây giờ thì vẫn còn đang tới 4B nữa. Divine có đã một kill, APK đổi một và đó là qua là kill. Và đó là một kill ngay dành cho Divine. Đây rồi, Divine, vòng một round thi đấu tỏa sáng của Divine với một cái ace. Như vậy thì đây lại là sốc tinh thần đến từ Achilles, không thể tin được. Đây là một round đấu muốn đánh về Ram đến từ thành viên bên phía của team Liquid rồi. TV đang bò và nằm số 7 Chris Jay. Rồi Rob không được chết, nhưng Rob chết rồi. Mất ra một tình huống rất đáng tiếc dành cho thành viên của team Allspot. Bây giờ thì tràn xuống bom CB rất nhanh, vẫn còn đó là Frozen. Frozen bắn lost kill. Frozen thôi xong rồi. Hình như sẽ là một dấu chấm hết, xem Karigan tham minh như thế nào đây. Karigan thôi xong, dấu chấm hết dành cho thành viên của team Allspot. 16-13, tôi chắc chắn với các bạn luôn. Làm gì đây? Chris Jay đã nghe thấy điều gì đó. Wosik có một mạng ổn áp. Giờ Chris Jay đã nhìn chân của Twist rồi, Twist đang chạy là quá nhanh. Đặt một kill dành cho Wosik vẫn có thể làm được. Chris Jay, ôi ơi, bục chuột đít mẹ con chuột. Vâng, Wosik có triple kill. Người cuối cùng ở đâu? Vâng, ngay sau lưng anh. Anh có đoán hay không? Không thể đoán được rồi. Đóng cửa lại ạ, rất cẩn thận. Vào gỡ bom rồi, gỡ luôn. Vâng, gỡ bách một nhịp.
Mà bây giờ thì Gosick sẽ làm gì? Biết đối phương ở đâu? Gỡ bom luôn anh ơi. Gỡ luôn và bây giờ thì sẽ là Pro Never Fake rồi. Không lộ spam chưa? 14-15. Không thể tin được. Gosick. Vâng, đó là cái tên Gosick. Một tình huống xử lý với ba mạng dành cho Gosick mà Lo thắng thứ 14 vẫn đến với các thành viên bên phía team màu. Gánh rất to ở đây, Gosick đã xử lý rất bình tĩnh và dưới team Liquid họ sẽ đối mặt với một round thi đấu yếu bom. Chúng ta sẽ được xem lại pha xử lý này của Gosick bắn quá bay trong round thi đấu này với tổng số frag đó chính là 32. Không thể tin nổi và Nitro đã không xử lý được trong tình huống sau khi mà quả flash là quá trắng. Frozen đã vâng có đường gào thét rất to đây. Vâng, Gosick cũng phải niter và bóp cò trong tình huống cuối cùng. Giờ thì sao đây, flash bị trả ra ngay lập tức khiến đối phương gặp khó. Bây giờ thì Glebo đang lùi về, Glebo đang ăn một quả bom vào mặt. Tuy nhiên thì góc đứng của Energy là rất xấu. Nết được giã vào, Divine hạ gục bên rẻ trước khi Zipex nằm xuống với xếp kill. Double kill dành cho Divine rồi, 4 vết hài, sớp đổi được cho mình một mạng. Liệu có một trong clutch hay không đây? Bây giờ đang là 3 vết hài. Vâng, đang một tiếng móc nhưng có vẻ như Dupri đoán được điều gì đó. Dupri bắt đầu nhà, các bạn thấy Dupri đang chờ đợi đồng đội mình. Như vậy Dupri vừa bị hạ gục rồi, trở lại một mình Taric rồi. 2v2, Taric đối đầu, Taric chị Esot, chị Sepkiu sẽ làm sao đây? Sepkiu lộ vị trí rồi, và giờ thì Sepkiu bắn chết được Glebo. Timing là không đủ dành cho anh Việt Timat Chalice trong tiếng xử lý này. Tỷ số là 18-18 và trận đấu sẽ bước sang OT2. Bắn đó là còn lòng dùng A luôn cho vị trí Sepkiu, 5 mạng. 4 mạng. 5 mạng của chúng tôi kêu anh ạ, bắn quá tởm với khổ ọp. MIBA, hai người sẽ bắt đầu di chuyển vào từ khu vực cửa sổ. Bây giờ Stewie bắn trượt rồi, phèo cũng kết trong điểm này rồi. Twist chưa lộ, 1 mạng, 2 mạng cho Twist. Wow, có qua đăng kêu hay không đây? Và đó, qua đăng kêu dành cho Twist. Đuổi đi, không thể tin được với pha xử lý vừa rồi của Twist Canada. Vâng, hãy gọi anh là xoay ra cấp 4 đi chứ còn gì nữa. Khác gì Scream đâu, vẫn tởm hơn là Scream. Bắn toàn mồm rồi, anh em cùng xem lại. 1, 2, 3 cái mồm, trời ơi. Đúng cái lúc cần tỏa sáng nhất thì Twist đã lên tiếng rồi. Thằng nào chê tao. Vâng, một tiếng ứng mà Stevie AK đi pick người. Nhưng quả flash của anh Việt bên phía Na'Vi đã khiến anh quay mặt đi, mất đi tiền cờ. Và tất nhiên Stewie IK nằm xuống. Bây giờ thì bom mid đối đầu với Alice, ai sẽ tay to hơn đây? Flash được hai bên ném ra là rất nhiều. Bom mid có mạng thứ hai riêng mình, bom mid còn lại cho mình 15 HP. Rồi đáp lại đẩy ra và đáp lại cũng nằm xuống luôn. Tuyết ZZ bắn rất cục, bắn đó là mạng thứ ba dành cho bom mid rồi. Đại trô chỉ còn lại một mình của tôi. Sipo đang muốn chim. Sipo, ôi ôi, vẫn còn cầm dao đi để chém các thành viên bên phía Liquid trong tình huống này cơ. Bom thì đã đặt được đâu? Vâng, bom thì đang rơi. Bây giờ thì chặt bom, ném bom sang cho đồng đội chẳng. Quyết định đổi ca rồi. Electronic di chuyển vào ô tô. Và người yêu máu đó là Bombit nằm xuống bên Nitro. Trở lại một mình Electronic thôi. Và có vẻ như Nitro đoán được vị trí của Electronic ở chỗ nào. Nitro vẫn đang ném rất nhiều bom. Liệu có những clutch hay không? Nếu có một những clutch vẫn đó tất nhiên là lỗi của Sipo. Quá coi thường đối thủ đến từ Sipo. Và cách nhìn team Na'Vi sẽ mất tinh thần sau nào đâu đây. Liệu Na'Vi có phải trả giá hay không? Một tiếng xử lý mang tính chất cá nhân quá cao của Sipo. Chém dao tôi ư, láo với tôi ư. Cùng chờ xem, Smoke City bắt đầu tan rồi. Đặt bom ở đâu đây? Đặt bom Connect đi bạn ơi. Hoặc đặt bom RAM cũng được. Giờ thì Zerg có vẻ như muốn tăng hẳn với City ư. Vâng, giờ thì sao đây, bắn trượt tới với Alu rồi. Sắc gì cũng đã lộ vị trí, đang bị đục vào rất đau. 23, 35 HP, Simbo đổi được một. Sắc gì với X7, mỗi người có một mạng. Double kill cho Simbo. Và giờ thì đó là triple kill. Một tiếng vân bang quá ấy. Và lại một lần nữa X7 và Simbo sẽ đối đầu với nhau. Sir Flat được trả ra rất tham mình. Và bây giờ thì Simbo muốn chơi nhau luôn rồi. Và không có. Đó, những X7 bắn trượt. Và đó là một tiếng lắc 1v1 thành công. Quá đáng tiếc cho Simbo. Trong tình huống quan trọng nhất thì anh lại bắn trượt. Và tỷ số là 14-13 dành cho NC Sport. Đúng là một trận thi đấu CSGO. Rất nhiều cảm xúc trong trận thi đấu này.